Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Mori. Và ngày hôm nay trong clip này mình sẽ chia sẻ đến các bạn một trong những kỹ năng căn bản nhất và quan trọng nhất giúp các bạn có thể dịch được chính xác một câu văn tiếng Nhật sang bên tiếng Việt. Ok, và nhớ theo dõi đến cuối clip nhé. Trước tiên thì bây giờ trên màn hình mình sẽ để một câu văn tiếng Nhật và các bạn hãy cùng nhau dịch thử xem là ý nghĩa của nó là gì nhá. Dịch sang tiếng Việt cẩn thận vào nhá. Hãy. これは昨日東京にある本屋で買った新しくて綺麗で面白い日本語の本です。Mọi người thấy chưa? Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một vài cái câu văn ở xuống bên dưới nữa. Và trong cái quá trình mà nhìn thấy từng câu văn này, các bạn hãy thử mường tượng xem là cái điều mà bạn Thanh này muốn chia sẻ đây là gì nhá. Ok, câu số 2 này. これは昨日私が本屋で買った新しくて綺麗で面白い日本語の本です。Câu số 3 này. これは昨日私が買った新しくて綺麗な日本語の本です。Câu số 4 nhá. これは新しくて綺麗な日本語の本です。Tiếp này. これは面白い日本語の本です。Câu tiếp theo nha. これは面白い本です。Và câu cuối cùng. これは本です。Ok, các bạn bắt đầu hình dung ra cái điều gì chưa? Tất nhiên cái điều mà chúng ta thể nhìn thấy dễ dàng nhất đó là từ trên xuống dưới câu văn nó ngắn dần đi, đúng không? Đúng rồi, đúng, chính xác nó là như vậy. Thế nhưng các bạn hãy nhìn cho mình cái câu cuối cùng nhá. これは本です。Và các bạn sẽ dịch từ dưới lên trên cho mình nhá. Cái này là quyển sách. Cái này là quyển sách thú vị. Cái này là quyển sách tiếng Nhật thú vị. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa mới vừa đẹp. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa mới vừa đẹp mà tôi mới mua hôm qua. Câu gần trên cùng này. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa thú vị này, vừa mới vừa đẹp mà tôi vừa mới mua hôm qua ở hiệu sách. Và câu trên đầu của chúng ta nhá. Cái này là quyển sách tiếng Nhật thú vị, vừa mới vừa đẹp mà tôi vừa mới mua hôm qua ở hiệu sách có ở Tokyo. Đấy, thì các bạn hình dung ra cái bản chất của vấn đề ở đây nó là gì chưa nhỉ? Các bạn sang bên tiếng Việt ấy, chúng ta hay nói là gì nhỉ? Cái này là quyển sách chấm chấm thế nào đó, đúng không? Thế thì cái cụm từ đầu tiên mà chúng ta phải bật ra đấy, nó sẽ nằm ở cái câu cuối cùng, đúng không? Vậy thì như vậy, khi mà nhìn qua một lượt rồi các bạn sẽ thấy là cái bản chất của câu này nhìn qua thì có vẻ là dài, thế nhưng bản chất của nó là gì nhỉ? Cái mẫu ngữ pháp chúng ta đã học từ sơ cấp là gì nhỉ? A và B des. A là B. Được chưa nào? Thì đây là một cái câu văn mà có vị ngữ, nó là dạng danh từ, đúng không? Ok, và tất cả những cái râu ria dài dài mà chúng ta thấy vừa nãy giờ thì nó chỉ để bổ nghĩa cho cái danh từ của chúng ta, từ hậu là cái vị ngữ của chúng ta ấy. Thế thì trong tiếng Nhật nhá, cái vị ngữ nó sẽ có 3 loại từ mà tiếng nào cũng thấy luôn, đúng không nhỉ? Loại từ đầu tiên đó là danh từ, loại từ thứ hai đó là động từ, loại từ thứ ba là tính từ, đúng không nào? Thì loại từ đầu tiên danh từ sẽ là gì? Cái này là cái này. Ok, A là B. Cái thứ hai động từ sẽ là cái này làm cái này nhá, cái này làm hành động gì đó. Còn dạng tính từ sẽ là cái này, cái chủ ngữ ấy, nó sẽ có tính chất là thế nào đó. Nó chỉ xoay quanh bất kỳ một câu văn nào cũng thế thôi, dài hay ngắn, ngoại trừ những cái câu phức nhá. Mình đang không nói đến trường hợp câu phức, câu đơn nữa nhá. Ngoại trừ những cái câu phức ấy, thì tất cả những cái câu đơn ấy, thì nó sẽ chỉ quanh ở những cái dạng mẫu câu cơ bản như thế này thôi. Thế nên là việc đầu tiên khi mà các bạn nhìn vào một câu văn tiếng Nhật của mình ấy, các bạn hãy xác định cho mình đấy là câu phức hay là câu đơn. Thì kể cả là câu phức cũng thế thôi. Câu phức thì nó sẽ theo ra thành từng cái câu đơn một. Thì các bạn về các bạn bản chất các bạn vẫn nhìn cho mình thành từng cái vế câu đơn một nhá. Là trong câu đơn đấy, cái vị ngữ cuối cùng của nó là danh từ hay là động từ hay là tính từ, bao giờ cái vị ngữ đấy nó cũng sẽ đi kèm với một cái chủ ngữ đầu tiên hay một cái chủ đề đầu tiên nhá. Và sau đó chúng ta xác định từng cái bộ phận râu ria đi kèm ấy, nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ lớn nào. Được chưa nào? Đấy. Thế thì nhớ này, cái kỹ năng cơ bản nhất, đó là khi nhìn vào một câu văn, hãy xác định cho mình cái câu này nó có vị ngữ là gì, là tính từ, là danh từ hay là động từ. Và từ đấy mình cứ bám riết theo những cái theo những cái gọi là cái khung đấy, và chúng ta mổ xẻ dần từng cái bên trong một thôi, từng cái cụm từ bổ nghĩa cho từng cái cụm danh từ một thôi nhá. Thế thì bây giờ để có thể ứng dụng được thì các bạn hãy cùng với mình hôm nay mình sẽ lấy 3 cái câu văn cũng như là 3 cái đoạn văn nhỏ từ 3 cái nguồn, gọi là nguồn tài liệu. Một là từ một cuốn sách bình thường mà mình thường hay đọc, hai là từ cái nguồn tài liệu là những cái bài đọc hiểu mà các bạn thường hay làm để thi JLPT, ba là một cái đoạn văn nhỏ ở trên báo. Tức là đây là 3 cái môi trường học liệu mà chúng ta thường hay sử dụng nhất nhá. Thì khi mà vào với mỗi một cái môi trường học liệu đấy, các bạn xem, hãy nhìn xem là nếu như chúng ta áp dụng được đúng cái quy tắc căn bản đầu tiên khi dịch câu, đó là xác định được xác định được cái cấu trúc khung căn bản của cái câu văn đấy nó là gì, thì liệu có thể dịch được cái câu văn đấy không nhá. Ok, đầu tiên sẽ là một cái câu văn mình lấy từ trong một cuốn sách mà mình đang đọc bây giờ này. Đó là đây, cái câu này. Các bạn sẽ cùng nhau nhìn trên màn hình, mình ghi lại trên màn hình nhá. Hay. 皆さんはもっと人とうまくコミュニケーションが取れればなとか、言いにくいことを言うのは本当に苦手で、といった思いをしたことはありませんか? Ok, các bạn hãy nhìn cho mình cái cấu trúc khung của câu này là gì. Hôm nay mình đều lấy những cái câu gọi là câu đơn thôi, không có gì khó cả. Thế nên các bạn ứng dụng cho mình triệt để cái kiến thức vừa nãy nhá. Các bạn nhìn thấy cái cấu trúc khung của nó gì nhỉ? Đây là một cái câu có động từ cuối cùng đúng không? Arimasen ka. Ok, thế thì cái câu này sẽ là Minasan wa chấm shita koto wa arimasen ka. Ok, và còn lại những cái cụm từ mà đứng ở giữa mà nó dài ấy, thì thực ra nó chỉ nhằm bổ nghĩa cho cái cụm từ là từ cái danh từ của chúng ta đây, đó từ danh từ omoi. Ok, như vậy thì đến đây chúng ta có thể dịch câu này là gì nhỉ? Các bạn đã bao giờ có cái suy nghĩ rằng là, thứ nhất đó là motto hito to umaku communication ga torereba na, đúng không? Giá mà, đúng không? Giá mà mình có thể giao tiếp giỏi hơn với mọi người là một này, xong rồi nó có một từ toka. Toka là đưa ra những cái ví dụ, liệt kê những cái ví dụ đúng không? Hay những cái suy nghĩ khác như là gì nhỉ? Ii nikui koto iu no wa hontoni nigate de. Chấm đúng không? Mình rất là không giỏi đúng không? Rất là không giỏi, không khéo trong cái việc nói ra những cái điều mà mà khó nói. Đấy, thì cái câu này tác giả đặt ra vấn đề gì? Các bạn đã bao giờ như thế chưa? Như thế như thế nào? Như thế là gì nhỉ? Là đã từng bao giờ mình ước là mình có thể giao tiếp giỏi hơn này, hay là ôi dồi ôi, mình thấy là rất là khó để mà nói ra những cái điều mà khó nói. Chấm. Đấy, thì về bản chất cái câu văn của chúng ta, cái câu này chính là gì nhỉ? Là khung của nó là gì nhỉ? Là một câu có động từ ở vị ngữ nhá. Thế về cái câu số 2 này. Câu số 2 này thì mình lấy ở trong một cái quyển sách về đọc hiểu của N3 nhá. Chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Seichou ki no kodomo o motsu oya wa karera no kokoro no kenko no tame ni shokuji no shuukan ni tsuite motto chuui suru koto ga hitsuyou da. Ok. Với câu này các bạn hãy nhìn cho mình xuống đuôi câu luôn để xem là đuôi câu nó là cái dạng từ gì nhá. Hitsuyou da. Ok, hitsuyou da là gì nhỉ? Là cần thiết đúng không? Cần thiết nó là gì nhỉ? Là tính từ, tức là gì nhỉ? Cần phải thế nào đó thì là koto ga hitsuyou da. Và cái gì cần phải, ai cần phải sẽ là oya wa desu ne. Oya wa nani nani suru koto ga hitsuyou da. Ok, vậy thì đến đây chúng ta hình dung được là bố mẹ cần phải làm gì. Vậy thì tất cả những cái cụm từ mà đứng trước cái từ bố mẹ thì nó sẽ chỉ là bổ nghĩa cho cái từ bố mẹ thôi. Ví dụ như là Seichou ki no kodomo o motsu là những ông bố bà mẹ mà đang có con ở trong lứa tuổi trưởng thành á, lứa tuổi dậy thì á, thì cần gì? Bởi cần làm gì sẽ là đứng trước cái từ koto. Karera no kokoro no kenko no tame ni shokuji no shuukan ni tsuite motto chuui suru. Thì đây là cái cụm từ mà thể hiện cái sự cần thiết đấy. Thì chúng ta sẽ dịch lại cả câu sẽ là gì nhỉ? Những ông bố bà mẹ mà có con ở đang trong lứa tuổi mà dậy thì trưởng thành á, thì sẽ phải cần chú ý hơn nữa đến thói quen ăn uống, nhằm mục đích gì nhỉ? Nhằm mục đích đảm bảo cái vấn đề sức khỏe về mặt tinh thần cho những cái đứa con đấy nhá. Ok chưa? Thì cái cấu trúc khung của cái câu này là gì nhỉ? Đuôi câu nó là một cái tính từ đúng không? Và chúng ta xác định thôi nhá, cứ xác định theo cái khung như vậy. Ok, và bây giờ sẽ là một cái câu, một cái đoạn văn nhỏ nằm mình rút ra một bài báo mà mình mới đọc sáng nay thôi. Ok, chúng ta nhìn hơi dài một tí nhá. Hãy. Shingata corona virus no kansen ga 及を拡大している東京都内で小学生ら10歳未満の感染者も急増している. Ok, thế câu này các bạn hãy nhìn nhá. Câu này vị ngữ của nó là gì nhỉ mọi người nhỉ? Các bạn nhìn thấy vị ngữ là gì? Nó là động từ đúng không? Kyuzo shiteiru là cái gì đó tăng đúng không? Thì bây giờ cái gì đó tăng thì chắc chắn nó tăng trước luôn. Đúng không nào? Kansensha, những cái người mà bị nhiễm corona đấy. Thì cái cụm từ là shogakusei da jusai miman no, nó là bổ nghĩa cho cái từ là những cái người mà bị nhiễm. Thì cái cụm này chúng ta sẽ hiểu là gì nhỉ? Là những em học sinh mà dưới 10 tuổi hay chưa đầy 10 tuổi là những người mà bị nhiễm corona ấy, thì đang ngày càng tăng lên. Và cả một cái cụm đằng trước ở đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó thể hiện cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Thể hiện cái địa điểm. Tôi nghĩ là Tokyo thôn này đấy. Ở trong thành phố Tokyo, nơi thế nào đó, thì toàn bộ cái cụm đằng trước này nó chỉ là bổ nghĩa cho cụm danh từ là Tokyo thôn này. Cái trong thành phố Tokyo hiện nó ra làm sao là gì nhỉ? Trong thành phố Tokyo, nơi mà cái việc lây nhiễm virus corona nó đang tăng đột biến ấy, thì việc những cái đứa trẻ học sinh cấp 1 mà dưới 10 tuổi bị nhiễm corona ấy, thì nó đang tăng lên nhanh chóng. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Cả một cái câu văn các bạn thấy nó dài, nhưng mà cái gọi là cái cấu trúc khung của nó chỉ là gì nhỉ? Một cái ở một địa điểm nào đó thì những cái người nào đó đang tăng lên đột biến thôi. Đấy, thì cái cấu trúc của câu văn này nó là như vậy, đuôi câu là động từ nhá. Và câu tiếp theo chúng ta nhìn nhá. Câu này sẽ hơi dài hơi khó một chút đúng không nào? Hibi houkoku sareru kansensha no chūshin wa 20 dai kara 40 dai da ga, shokuba ya kaishoku nado de no kansen ga kate nai ni mochikomare, mushoujou no kodomo o kaishite gakko ya youchien nado de hirogatte iru kanousei mo aru. Thì đây là một cái câu ghép mọi người ạ. Nó có hai vế nhá. Đầu tiên vế đầu tiên là cắt được cái từ chữ là da ga, ga. Đấy. Cái vế đầu tiên thì nó là một cái câu rất là bình thường này. A wa be desu. Hibi houkoku sareru kansensha no chūshin wa 20 dai kara 40 dai da ga. Ok. Về chủ yếu những người mà bị lây nhiễm bây giờ vẫn đang được gọi là thông báo mỗi ngày á, thì chủ yếu là nằm ở trong độ tuổi từ 20 đến 40. Ok, thì đây một cái vế đầu tiên các bạn thấy là nó cũng rất là đơn giản. Và cả một cái cụm đằng trước ấy, hibi houkoku sareru kansensha no chūshin, nó là một cụm danh từ. Và chúng ta bắt được cái cụm từ chính của nó là gì nhỉ? Kansensha no chūshin, thì chúng ta dịch ngược về đằng trước thôi nhá. Thế còn về sau này, shokuba ya kaishoku nado de no kansen ga katei nai ni mochikomare, mushōjō no kodomo o kaishite gakko ya youchien nado de hirogatte iru kanousei mo aru. Thì cả mấy cụm từ này các bạn thấy nhá. Kanousei mo aru, có cái khả năng, có cái nguy cơ thế nào đó. Thì cái gì có nguy cơ thế nào đó, các bạn nối từ trên xuống dưới nhá. Đó là gì nhỉ? Cái việc lây nhiễm ở trong gì nhỉ? Trong những nơi làm việc, shokuba, hay là những cái nơi mà tụ tập ăn uống ấy, thì làm sao đây nhỉ? Thì nó bị mang về trong nhà. Người ta đi làm xong người ta nhậu nhẹt hay gì đó đúng không? Bị lây nhiễm và bây giờ là mang cái virus đấy về trong nhà. Và rồi thành ra gì đấy? Thành ra làm sao nhỉ? Thành ra là dần dần thì thông qua những cái đứa trẻ, đúng không? Những cái đứa trẻ mà nó bị nhiễm mà nó có thể là không có cái triệu chứng gì, thì dần dần nó sẽ bị lan ra ở toàn bộ các trường học, hay là những cái gọi là yochien, là những cái trường mầm non, trường mẫu giáo ở Nhật nhá. Thì đây là chính là cái kanosei mà tác giả muốn nhấn mạnh đến. Thì cái câu này các bạn nhìn nhá, cái mấu chốt của nó từ gì nhỉ? Từ kanosei mo aru, có cái khả năng, có cái nguy cơ thế nào đó. Nguy cơ gì? Nguy cơ là những cái việc lây nhiễm vốn là từ ở trong nơi làm việc hay từ những cái chỗ mà ăn uống tụ tập ấy, thì bây giờ nó bị mang vào trong những cái gia đình, và rồi từ đó nó sẽ lan dần ra ở các trường học hay là những cái trường mầm non, thông qua hay là bởi những cái đứa trẻ mà có thể nó bị mà nó không có cái triệu chứng gì, khi mà nó chưa có cái triệu chứng gì đặc biệt ấy. Nhá. Đấy, thế thì các bạn tổng kết lại nhá. Tất cả những cái đoạn văn, những cái câu văn mà mình lấy cho các bạn từ trong sách hay từ trên báo chí, đầu tiên các bạn hãy cứ tuân theo một cái bước căn bản. Đầu tiên các bạn nhìn một câu văn, các bạn hãy xác định cho mình cái khung chủ yếu của câu này là gì. Đây là cái dạng câu nó có kết bằng động từ, bằng tính từ hay bằng danh từ. Và rồi từ đó mình sẽ xác định lại, đi về cái động từ này, đi về cái tính từ này, đi về cái danh từ này, nó là những cái chủ ngữ gì, thế là chủ ngữ gì. Và rồi các bạn sẽ phân tích ra được bóc tách được cái lớp đầu tiên, cái khung đầu tiên. Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn cho mình từng cái lớp bên trong, từng cái cụm từ dài đấy, nó sẽ bổ nghĩa cho cái cụm từ nào ở trong cái câu khung mà chúng ta vừa mới xác định được nhá. Thì đây là một cái bước căn bản đầu tiên để giúp chúng ta có thể hình dung được chính xác về cái nội dung lớn nhất mà người viết muốn truyền tải thông qua một câu văn. Còn những cái bước tiếp theo đó là cái bước mà các bạn sẽ phải, ví dụ các bạn có thể dựa vào mạch văn, câu trước câu sau nếu là nó là một cái câu nằm trong một đoạn văn này, hay là dựa vào những cái vốn từ vựng hay là những cái vốn chữ Hán mà các bạn biết được để các bạn có thể trau chuốt hơn cái mạch văn, cái câu văn mà chúng ta đang đọc đấy. Nhưng mà về căn bản, theo mình nghĩ cái bước đầu tiên quan trọng nhất là các bạn hãy xác định cái cấu trúc khung của câu văn đấy là gì. Rồi từ đó gần như các bạn sẽ có thể bóc tách khai sáng được rất là nhiều vấn đề khác nhau nhá. Hay, và mình biết là trong số các bạn đang xem đây sẽ có rất là nhiều bạn là học viên mà sắp tới sẽ tham gia vào khóa học lớp VIP 500 của mình, thì mình khuyên các bạn là trong khoảng thời gian này hãy tự tạo cho mình cái thói quen đó là tập xác định câu văn, luyện đọc thật là nhiều những cái câu văn tiếng Nhật, những cái bài văn tiếng Nhật, từ cái việc đầu tiên là xác định ý nghĩa chính xác của nó, xong rồi luyện cái khả năng đọc lướt để sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những cái khóa lớp ôn N3, N2, N1 nó có hiệu quả hơn nhá. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo, và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip ngày hôm nay. Nếu như cảm thấy kiến thức thú vị và bổ ích cho riêng bạn thì nhớ ấn like và share clip này cho mình nhá. Bye bye và cảm ơn mọi người.